Kêu tổng lại nhé các bạn. Bên này bên này ba đầu dò nhé các bạn. Bên kia là kỳ đội hai kỳ đội ba đầu dò nhé các bạn. Giữa team Hảo Châu Đốc, đối đầu bên kia là Gơ Tây và Xỉn Di Lộc. Bên này có Quang FC mà Minh Vui, Hảo Châu Đốc. Quá tốt cho cái chân của Minh Vui. Quá tốt cho Hảo Châu Đốc. Đẹp đó em danh 7 nha. Đúng rồi, vàng vậy đó, em danh 7. Sao mà đứng đây mà sao vui tới là đừng nhắc nha. Đồ ăn thì giấy gan vậy đó. Cái xe con của chú Hoài nha. Rồi đang tao lên đập cái xì. Hoài đang tải con. Không. 1-0 cho Hảo Châu Đốc. Quá ghê cho Minh Vui các bạn, pha cứu bóng quá đẳng cấp. Không hổ danh là Hảo Châu Đốc các bạn. Thật sự cái đầu dò quá lạnh lùng. Đúng là vô sống cá qua thôi dẫn. Rồi. Chờ thôi. Thôi nè. 2-0. 2-0. Đấy nè. Bên kia cái đội cũng thực sự rất là đẳng cấp nhất các bạn. Gơ Tây. Quá ghê gớm cho Hảo Châu Đốc. Kỳ khó lắm hả? Biết khó rồi nhịp. Dễ xíu cho bấy. Cái này giờ làm đi bao nhiêu không? 3-0. 3-0. Trời ơi. Đâu. Bên này thực sự quá hay quá rồi. Cái giò quá hay. Bóng ngoài. Điểm 4-0. 4-0 cho Hảo Châu Đốc. Vô. Ơi. Cái giò hay quá. Bóng ngoài quá. Đó
quá đáng tiếc các bạn, pha cú bóng bóng ra ngoài các bạn ơi. Luôn biết là 2. Điểm 24. Pha cú bóng quá tốt của Minh Vui. Điểm 3-4. Quá ghê cho Hảo cho đốc các bạn. Bỏ bóng quá tốt. Năm ba. Cái này thủ quá tốt, khó chết quá các bạn ơi. Đây là những ông vua đầu dò của rồi xoài các bạn. 4-5. Quá căng thẳng. Các bạn nhớ ủng hộ mình cách đăng ký kênh nhé các bạn. Và ấn like cái video cái này của mình các bạn. Có chết được bên ba các bạn ơi. Quá đáng tiếc cho họ cho đốc và cuối bỏ nhỏ nhưng bóng không sang lưới các bạn. Điểm 5 đều. Một pha phi song tâm của Hảo Châu Đốc các bạn. Thôi.
bóng ngoài quá. Sáu năm. Để là ông qua chuyện tốt không á? Mày tới tao đưa mày không? Biết rồi, em không biết, nhưng mà nó đưa vô giữa không thu phần nữa. Sáu năm. Bảy năm. Nè cái hậu tôi để trên lưới sẵn 5 giây chạy lên tàu lao lao đi lùm banh đó. 7 năm. Mày trời. Con em chọn lên. Hey. Quá tốt cho Hoàng Messi. Đúng rồi, vô cho lưỡi mai. Đâu và xử lý tình huống quá tốt của Hảo Châu Đốc các bạn. Pha bỏ nhỏ thần thánh của Sĩ Vĩnh Lộc các bạn. Điểm 6-7. Quá đáng tiếc cho Hảo Châu Đốc các bạn. Và cái bóng không thành công. Bảy đeo. Quá đáng tiếc các bạn. Đánh mấy điểm mình sẽ mấy điểm 15 hả? Cùng vô đây vô. Gán kỳ tốt ngồi xuống vô mày đứng sổng luôn mà kia cho anh đẹp không đúng các bạn. Phải ngồi xuống nhiều xuống nhà của mình rồi đó. Kẹo nó sẽ mạn trái xuống. Nhớ hai cuối đây cũng chưa làm gì lớn luôn. Đi vậy cho nhanh hết mệt lắm rồi. Ok Duy ơi. Hay. Quá tốt. Quá tốt cho mình vui. Bóng ngoài. Điểm 8 đều. Và bóc bóng lỗi của giơ tay của bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đều. Điểm 9 đều. Hai cây đó anh ơi. Hai cây đám ra nữa. Có luôn, hai luôn. Luôn. Vô, vô. Hai. Hai. Vô. Vô. Hai. Tốt rồi. Chị thủ hút cho. Quá tốt cho mình vui. Còn cái bóng quá tốt cho mình vui các bạn. Vô. Bóng vẫn còn. Quá hay cho xin xin. Quá tốt. Quá đáng tiếc cho xin xin các bạn. Quá pha gì rồi, xin xin hết sức luôn các bạn. Cái đứng nãy bên qua sao ngoài. Đấu rồi, đứng ngoài. Vô mà. Ý cho anh sao nó đứng ngoài nó quấn đủ điểm nó quấn điểm 10 hoài được đúng không? Điểm 19. Quá tốt cho xin lỗi các bạn. Và bỏ bóng ngay góc. Không đều. 10 đều. Hảo sẽ đốc. Quá tốt cho Hảo cho đốc các bạn. Quá hay cho xin lộc. Chết mệt. Quá đáng tiếc các bạn ơi. Cây thằng cây hả con nhân? Không không giỡn giỡn. Đâu? Còn 2 cây. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tỷ số 10-11 đều. Đứng lại đội sâu rồi. Đừng nói gì nữa. Khi nào nói gì cho mình thiên nhiên. Một pha phá lưới nhà của Hảo Châu Đốc, tỷ số 11 đều. Bị phim không có linh động. Nói chuyện lên. Hiểu sẽ quắt rồi đó, hết banh rồi đó. Không cần gấp. Không ngoại mà. Còn chào bên Linh Vương. Và đất tài gì hết chuẩn rồi. Không, anh nó đẹp rồi, anh cầu luôn. Mười hai mười một của anh. Quá tốt thì mình vui. Quá hay. Vô. Chết. Mười ba đều. Hai đều. Một pha tấn công rất là hại Hảo Châu Đốc. Tỷ số 12 đều. Đúng sai không à? Bạn chơi gửi cho em mà muốn chết được ừ. Không chết đâu. Dạng kia vô đi gần. Dạ lên. Tụi biết à. Ơi tụi biết rồi. 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 Mười hai đều. Quá kì. Và bắt bóng lỗi của Sĩ Nhi Lộc của bạn. Quá dễ mà. Mười ba, mười hai. Quá đáng tiếc các bạn ơi, pha bỏ bóng quá đẹp của Sĩ Nhi Lộc, nó đáng tiếc nó ra ngoài một xíu các bạn. Vòng lên lên, 14 đều. 13, 14. Điểm quyết định của team Hảo Châu Đốc nha các bạn. Quá tốt. Quá hay cho mình vui. Quá tốt cho Minh Dương các bạn ơi. Và cứ bóng thần thánh các bạn. 14 đều. Ôi, tôi nghe tiếng này là của anh.
nguy hiểm lắm. Thánh đệ là cổ sẽ luôn nước vô thôi. Cũng mấy cái đá vậy đó. Hay anh em cho anh sẽ chào tay luôn. Anh em Gò Xoài đã ủng hộ nhiệt tình cho team Gò Xoài nhé các bạn. Giơ tay chào Thiện với Lộc các bạn. 14 đeo. Ai sẽ ra chơi với các bạn? Quá hay. Xịn với Lộc đưa anh em Gò Xoài vô bờ các bạn. Đây là giơ tay và xịn với Lộc các bạn. Má cái chỗ nó khó đụng nhất luôn, cái chỗ nó khó.